này là hát trùng thì mới bị, còn chị hát cái khúc khác của bài khác. Ủa sao bị em? Nhắc khúc vậy trời. Đúng hả? Nhưng mà chị hát cái bài đó là bị. Cái gì? Nó cầm cái bài đó là bị luôn. Cầm cái bài đó là bị hả? Ờ. Nó là máu gì? Ê, 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 hát bài khác này em biết 10 ngàn bỏ vô. Hai bài khác. Rồi tận đạt luôn. Chàng trai mặc áo và ba màu cam. Đó, dễ thương. Đang ấp thôi.
chưa gặp má Tuấn Trần nữa, má bà ba còn phát thêm cái xác nữa, ghê. Mà đi đi Big Grand hả má? Má bà ba còn phải thêm cái khăn như cùng màu gì đó rồi nó dễ. Chị hát rồi. Dạ chú báo á. Trời ơi, cái lỡ có 10 ngàn hát bài này luôn đi.